Uầy, nhiều lục vừng con quá anh em ơi. Chỗ nào cũng thế này. Mà hình như nhá, nhà nào giàu ở ngoài cũng trồng mấy cái lục vừng ấy sao. Quả này xin ít vía xem nó có lộc lá hơn không. Lấy một chén nước lọc này, nhỏ một giọt ối rồi vào, ngâm vào khoảng 30 phút. Vì mua cái chậu siêu mini, luồn dây đồng, dây thép các kiểu thì tí nữa giữ chân em lộc. Cảm thấy giữ chân vẫn chưa đủ, tôi phải giữ cả cái body luôn. Chứ đã là lộc thì không thể để nó bay đi dễ dàng được. Tôi cố tình để cái đoạn dây thòng kia thừa một chút để luôn xuống dưới đáy, làm cái ghim luôn. Thế này nha, còn lâu mới ngã được nhá. Cây này tôi chỉ uốn một chút cho nó mềm ra thôi. Chứ bé này cũng chả có nguyên liệu gì mà uốn cả. Bây giờ đến công đoạn đưa chất trồng vào. Tôi dùng Akadama size S và Pumice size SS mix vào nhau, nén chặt cái chất trồng này xuống một chút, đi móc một ít rêu đắp vào để khi tưới chất trồng đỡ văng ra ngoài. Đấy anh em thấy không? Bây giờ ngâm cả chậu cây vào cái dung dịch ối rồi ôi lúc nãy. Thế là tôi đã có một phôi lộc siêu mini ngày mùng 1. Đây là một cây sam hương siêu mini, một cây sơn liễu siêu mini, tiếp tục là một em hương siêu mini. Tôi cực kỳ đam mê cái loại bé bé nhỉ. Anh em nào mà cũng cùng sở thích với tôi ấy, thì comment nhá.